Con Tư đóng rồi. Thằng Mạnh chưa? Con Cúc rồi. Thằng Tuấn chưa? Thằng con Ngọc, mày chưa đóng tiền nha mày. Nha, đóng tiền cho tao nha. Con nhớ rồi. Khổ ghê vậy, tháng nào cũng nhắc nhở, bực bội dễ sợ. Tới 1 triệu đi mà. 1 triệu cho chẳng. Thôi đừng trả giá nữa. 1 triệu nha. Không thể nào ưa được. Ghét, dễ sợ ghét. Trời đất ơi, mướn nhà tao á, một ngày 24 tiếng, nó đi hết hả 20 tiếng rồi, 4 tiếng về nhà. Mày nghĩ coi, làm gì mà đi tới 20 tiếng ra ngoài đường hả? Thì con thấy là ngươi đi làm để mà có điều kiện để mà thôi con không nói chuyện điều này. Kiện gì? Thôi. Tao nói thiệt á, tao ghét nhỏ lắm. Gì đâu mà con gái lứa gì mà đẹp thấy ghê luôn, mày thấy không? Đẹp nè ha, rồi ha có duyên nữa, rồi ha học thức cao nữa, mà quá trời người bu người săn đón, cho nên tao mới ghét. Trời, vậy là Ngư nói đúng rồi. Nói gì đúng? Con không có kể được, tại vì con với Ngư là hứa với nhau rất là lâu rồi, là chuyện này chỉ có con với Ngư biết thôi. Tính con không nhiều chuyện, con không bao giờ con nói cho ai nghe được hết trơn á. Mày không nói là tao kêu mày đóng tiền nhà đó. Dạ, vậy thôi để con nói cho Tám nghe. Vụ gì? Nói gì? Nhưng mà phải 2 tuần nữa Tám mới thu tiền con nha. Ừ, nói đi. Thì sao? Ngư mới khen Tám. Khen sao? Dữ hồn đó. Khen sao mà con nghe thấy cũng thấy dễ thương. Kêu sao mà đàn bà tuổi này rồi mà chưa có chồng lại vô duyên có một người mà tao nói ăn được cái ganh tị với tôi. Tôi mới nghĩ rằng là thôi bây giờ cứ ráng đi làm đi, rồi có nhiều tiền để mua đứt lại căn nhà trọ, đuổi mới đi chỗ khác. Thì con mới nói tính gì cũng được, đuổi mới đi. Mày nói gì vậy mày hả mày? Cái đó là lời của Ngư nói, con chỉ nói lại cho Tám nghe thôi. Nó nói tao vậy đó hả? Dạ. Cái con này nó quá trời quá đất rồi ha. Mày biết không, cuộc đời tao không có cái gì ngoài cái dãy nhà trọ này ha. Không chồng, không con, không người thân, gia đình ai cũng từ tao hết rồi. Dạ. Mà nghĩ làm sao bây giờ nó lấy luôn cái dãy nhà trọ này tao ở với ai, tao lấy tao ra cái địa tao ở hả mày? Dạ con thấy cũng hợp lý mà. Hợp lý cái gì? Lời Tám nói mà. Tao nói thiệt nha, bây giờ tao biết chuyện rồi, tao không có giấu cho nó nữa. Trời ơi, nó cặp bồ cặp bịch nha. Nó thay bồ, thay chồng, thay người yêu như là thay áo vậy đó. Thiệt á, tao không muốn nói chuyện này đâu, mà tại vì tao thấy ghét quá tao mới nói thôi. Biết bao nhiêu người tới tìm nó nè, mà tao đâu có nói đâu, toàn là bồ bịch nó không đó. Trời ơi, theo như lời Tám nói á, con không thể nào tin Ngư là người... Để rồi coi, mày coi, mày mở mắt ra mày coi nè. Dạ. Quê, kiếm ai á? Dạ, con kiếm nhà của Ngư. Ngư phải không? Dạ. Ê, Biểu à. Dạ, con giới thiệu với cậu, tôi là chủ cái dãy nhà trọ này. Phòng Ngư là phòng số 03 đó. Dạ đúng rồi. Mà nó đi rồi. Cậu là ai của nó? Dạ, con người yêu Ngư. Thấy chưa? Theo như lời Tám nói là đúng rồi. Tôi mời cậu ngồi. Tôi mời cậu qua đây ngồi. Qua đây. Dạ. Qua đây nè anh trai. Sao vậy cô? Cậu ơi, tôi thấy thương cậu quá cậu ơi. Mặt cậu vậy mà bị Ngư nó lừa rồi cậu à. Trời ơi, tôi nói thiệt, tôi không phải là tôi nhiều chuyện đâu, mà tôi thấy thương quá cho nên tôi mới giúp cậu. Tôi giúp cậu biết được cái con người thật của con Ngư. Tại vì á, nó ghê gớm lắm cậu ơi. Ủa? Trời ơi, nó cặp bồ cặp bịch tùm lum, không phải một mình cậu đâu mà biết bao nhiêu người đàn ông khác. Ta nói hả, mấy ngày trước nè, có người đến đây nè, xưng là chú của nó nè. Ủa, theo lời Tám nói là có luôn hả? Có sao không? Cô ơi, cô với anh đi không biết có lộn người không chứ bạn gái con không có vậy đâu. Sao mà không có được? Cậu biết nó mà rằng bằng tôi không? Dạ, dạ. Xu đạnh đâu quá nhưng mà chắc là lộn người rồi chứ. Sao mà lộn người yêu được? Con không có cái tính đó đâu vậy đó. Nó có người yêu là cậu phải không? Rồi nó còn thêm một người khác nữa, hay là thêm 2-3 người khác nữa, mà nó sợ người ta nói ra nó vô, cho nên là bắt người yêu của nó nói là chú để chi, để được có bị dèm pha đó cậu à. Nhưng mà con không có tin đâu, tại vì người yêu con biết mà, chứ hai người bịa chuyện đúng không? Cậu ngây thơ quá à. Thôi được rồi, để tôi giúp cậu, giúp cậu sáng mắt ra. Bây giờ cậu cứ ngồi yên đây đi nha. Khi nào có người đến mà tìm nó mà xưng là chú hay là xưng là cậu gì đó thì cậu lúc đó là cậu phải vạch mặt nó, biết chưa? Ủa, nghe không? Theo như lời Tám nói là mình có một cái kế hoạch lật mặt vậy luôn đó hả? Có, trời ơi. Trời ơi. Chú lên đây kiếm nó hà rầm nè. Trời ơi. Chú Ngư phải không? Dạ.
cậu là chú Ngư phải không? Chú Ngư. Trời ơi. Thấy chưa? Theo như lời Tâm nói là đúng rồi đấy nè. Ngư nói với con là Ngư có chú đâu. Thì bởi vậy. Giấu đó. Mà cậu là chú của nó là sao? Chú nuôi phải không? Có nuôi. Đó, nuôi. Thấy chưa? Trời ơi, nuôi rồi sẽ ăn nhau. Chị nào ăn hả cậu? Thì lấy là xíu nữa ăn luôn á. Trời ơi, thấy chưa? Chút nữa là ăn liền. Trời ơi, trời. Là bữa giờ là nuôi, bây giờ ăn luôn hả cậu? Thì lên rủ nhau là xíu trưa đi ăn luôn. Trời ơi, thấy chưa? Ăn là không có kể giờ giấc thời gian đúng địa điểm rồi. Nữa. Bây giờ là muốn ăn là ăn thôi đúng không cậu? Bây giờ là người yêu mà bị ép gọi là chú để đó. Cho người ta đừng có dèm phá gì. Cô. Không phải cậu một mình là chú đâu nha, còn có người tới nhận là cậu làm cha đó nữa. Trời ơi. Dạ, chào. Ủa, ơi, Năm, đi sao mà đi lẹ qua đi ào ào. Chào cô Tám. Ủa, chào anh. Anh kiếm ai? Tôi kiếm Ngư. Anh là gì của nó? Tôi là ba nó. Tôi nói có sai đâu. Không thể nào chấp nhận được người yêu tôi. Thấy chưa? Anh, hai người. Quá trời quá đất rồi, thấy chưa? Nước văng quá, nước văng quá. Hai người biết nhau luôn hả? Biết chứ. Trời ơi, sao biết? Chú đó mà, em tôi. Trời đất ơi, thấy không? Cậu thấy con Ngư nó hay không? Nó lại nó làm sao? Nó dụ dỗ, nó huấn luyện mà bây giờ mà hai người yêu của nó mà bây giờ là đồng lòng làm chú làm cha nó luôn kìa, ghê chưa? Hai ông yêu Ngư lâu chưa? Nè, hai người yêu con Ngư lâu chưa? Tôi nói cho Tám nghe nè. Sao? Trời ơi, một tháng nó bắt tôi lên Sài Gòn thăm nó 4-5 lần. Trời ơi, 4-5 lần. Trời ơi, một tháng gặp có 1-2 lần ơi, mà công việc cái dưới ruộng rẫy đồ làm sao mà tôi bỏ được. Trời ơi. Nên là tôi mua cho nó cái con này để tối nó nằm nó ôm nó nhớ tôi. Trời đất ơi, tặng thú nhờ bông nữa, thấy chưa? Còn chú nè, tháng lên thăm mấy lần? Thì cứ tuần lên lần đó. Trời ơi, là tính ra tháng cũng 4 lần. Tôi tháng gặp lần, có khi thì hai người tôi lên lượt. Trời ơi, có khi thì nó trước lên mình tôi sau, có khi nó mình, có khi tôi mình. Trời ơi, vậy là ăn chung với nhau vậy đó hả? Ăn chung mà. Trời ơi, trưa nay là dẫn đi ăn chung đó. Ăn chung rồi ở chung với nhau luôn hả? Ở chung. Nay tôi vạch mặt luôn nè. Đúng rồi, ba mặt một lời đi. Hai người này á cũng là người yêu của Song Ngư đúng không? Trời ơi, nói không sợ trời đánh hả? Hả? Ai đánh lô nã con thiệt bây mà. Giờ á nghe cô Tám. Trời ơi, tôi là ba con Ngư, đây là chú của nó. Thôi đi mấy người đừng có ngụy biện nữa. Tôi đây là người yêu của Ngư nè. Hai người hả vô tranh giành tình cảm với tôi. Đúng mày rồi. Người yêu Ngư sao tao không biết? Sao con Ngư không nói? Sao nói được? Nó giấu hết trơn mà. Ngư nó giấu tôi là nó quen hai người luôn. Cái con Ngư này nó ghê quá rồi. Con Ngư này nó tôi sẽ đuổi nó ra khỏi cái dãy phòng trọ này, bởi vì sao? Nó làm ô uế cái dãy phòng trọ của tôi. Trời ơi. Nó quá trời quá đất một lúc. Nó tên là Song Ngư, là hai con cá thôi mà nó bắt một lúc 3-4-5 con cá. Ủa, không lẽ Ngư vậy sao ta? Sao không phải vậy? Nó hư vậy sao mày? Ai biết. Trời ơi, hai người chơi cha chơi chú tôi. Quá. Phải đợi Ngư về tôi làm ra lẽ. Nói về kìa. Ủa, trời ơi, Song Ngư. Thấy chưa? Ngư. Mẹ, chú. Em đứng đó, em đừng nói gì hết. Đây là cha em đúng không? Đúng. Còn bên kia là chú em đúng không? Ừ. Còn anh là gì của em? Người yêu em. Em vẫn lừa dối anh, em lừa dối tôi. Tại sao em vẫn lừa dối người đó? Là người đó là người yêu em, hai người yêu em. Người yêu nào? Hai người này già rồi, cho nên là sợ Song Ngư nó bỏ, cho nên là nó kêu làm gì làm theo đó đúng không? Đúng rồi. Đi Tám. Cái gì? Mấy lần qua đây tôi nhịn Tám nhiều lắm nha. Nhịn sao? Tao nói sự thật mà nhịn gì hả? Tôi ở đây là tôi nhịn nhục, tôi không có muốn kiếm chuyện với Tám, tôi đi làm cho yên ổn thôi đó. Chứ tôi biết là Tám nó hay nói xấu tôi sau lưng lắm. Đây là ba tôi thiệt, đây là chú tôi thiệt. Còn đây mới là người yêu của tôi nè. Anh không tin. Đúng hai vậy. Người đó là hai người yêu em. Đúng vậy. Làm chứng đâu? Mày đưa cuốn sổ hộ khẩu coi. Hả? Có đem theo kìa Tám. Nè, coi đi. Nè, nó phải không? Nè. Trời tôi ơi. Là chú hộ nè, nó tên nào? Nè. Ổng nè, ổng là song sinh nè, còn đây là Song Ngư. Đúng chưa? Bà tin chưa? Hả? Thì đây nè, cha con người ta nè, sao cậu hồ đồ quá trời quá đất. Đây nè, trong hộ khẩu có tên này nè, Song Sinh, Song Ngư nè, Song Tấu đây nè. Anh trời em với nhau. Trời ơi, sao hồ đồ quá. Chào anh, bé Song Ngư ở nhà của em đó, em lo cho nó dữ lắm à, anh à. Anh đừng có lo nha, đây là người yêu của nó, thằng này nó cũng không được gì đâu. Nó cũng cặp bồ cặp bịch tùm lum hết trơn, anh đừng cho nó quen nữa.
Cô sao ba lật như bánh tráng hả? Tại giờ con không biết con đang làm gì chứ. Thầy chú ơi, ba nè, không nè, cảm nè. Cho con. Tôi nói cho cậu biết nha. Cậu quen con gái tôi, ít nhất cậu phải tìm hiểu con người của nó làm sao nha. Cậu đi nghe lời cái bà cái mỏ đỏ chét này, bà nói làm sao cậu nghe vậy? Về cậu nói con gái tôi vậy hả? Dạ tôi con xin lỗi bác đừng nóng. Dạ con nghe bà này bà nhiều chuyện con không biết, con xin dạ lỗi thôi, bác. mình đi luôn đi ba, đi luôn đi. Đúng rồi, mình đi ăn nha, đi sẵn tiện nè, gia đình mình đoàn tụ bất ngờ gì nè. Bây giờ tắm mời mọi người ăn nha. Đi mình đi ăn. Ai nói đi ăn? Hả? Đi luôn. Đi luôn là sao? Tôi trả nhà, tôi không ở đây nữa. Mình đi ba. Đi. Em ơi, còn anh. Em ơi. Trời ơi, Ngư, tôi đi luôn. Ngư ơi!